C7, cái này là một cặp luôn ha. Là cái này làm đế nó gì. Rồi cặp đầu tiên là mã số C7 nha anh chị. C7 ha. À, anh chị nhìn giùm em ha, cỡ cái chiếc lông nè, cái thân nó một cuốn. Đây. Đế nó nha. Đế to, đế chùm chùm nè anh chị. Hoa là mới tàn ha. Hoa là màu hồng. Chỗ quanh năm luôn. Rồi cái này em đo chiều cao nha anh chị. Cao là 22. Tầm hơn một gang tay này có trái luôn nha anh chị. Rồi mấy này thường chậu anh chị về để thường lễ anh chị hay hay chậu ha. Mã số C7 400.000 em bao ship. Đồng giá 400 đó anh chị ơi. Mã số C8. C8 nha anh chị. Mấy dây này cao tầm 22 ha. Cao tầm 22 nha anh chị. Đây, mã này là C8 400.000 luôn em bao ship. C9 cao nè. Dây này cao hơn nha anh chị. Chiều cao là 23. Đế thì nó có chạy chạy xíu thôi. Rồi C9 400 luôn. Bao ship, bao ship toàn quốc nha anh chị. C10. Rồi đế nó to nè lực nha anh chị. Hoa của nó gì ha? Con hoa có trái luôn chị. Cao 22. Nó khoảng đó anh chị, cây này hiện to nè. Mã C10 400.000 em bao ship. C11. Cỡ một thôi nha anh chị. Rồi C11 cũng 400.000. C12. À, em quay chị, anh chị nhìn thấy kỹ không ha? C12. Nó bị chạy đế thì nó không chạy chạy. Rồi 400.000 luôn, bao ship. C13. C13 nha anh chị. Cỡ một thôi ha, tầm gang tay nè, hơn xíu. Rồi C13 cũng 400.000 em bao ship. C14. Cây này cao hơn xíu nha anh chị, hơn gang tay em. C14 nha anh chị. Mấy cây này là hoa nó mới tàn á, là anh chị về khoảng mình về mình tưới dễ thôi, từ ra chồi ra lá mới. Rồi C14 400.000. C15. Anh chị chốt đúng mã giùm em ha. C15 có đánh mã lên cây à. Rồi C15 400.000. C16 nha anh chị. Hay thường chậu rồi ha. Nên chị về mình này từ từ hay chậu à, hoa nè, chậu trái luôn nè anh chị. Rồi mã số này là C16 400.000. Thôi còn đế này nó bị đứt lâu rồi. Hồng Ngọc Mai dễ sống lắm nha anh chị. C17. Cái này thì nhánh này nó tép tép xíu lâu rồi nè. Để đâm trời lên luôn. Đế này thì nó bị nứt nứt nè. Rồi C17 400.000 em bao ship. C18. Mấy cái này có cỡ cỡ thôi nên em không có đo ha. Cỡ một thôi là anh chị. Tầm hơn ghen tay xíu thôi. C18 400.000. Đế nó là C19. C19 cũng 400.000 nha anh chị, đậu trái luôn ha. Này nó hoa nó mới tàn đậu trái. Dạ em xin chỉnh chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị là sâm trái nha, giống sâm trái. Cây này thì loại cây này thì cao tầm 2 gang tay ha. Em chỉ còn một số cây thôi anh chị ơi. Loại lùm em hết luôn ha. Thì em còn một loại chừng 2 gang tay. Đó, 2 gang tay. Cây gì nè, anh chị về uống đổ hay gì cũng được ha. Loại này ha anh chị. Thì loại này thì em cũng bán với anh chị là 6 cây 200.000. Thì cây của nó lại cỡ bằng đầu đũa ăn ha anh chị. Đây. Ha, chị về uống gì cũng được ha. Em cũng còn mớ cây cũng vài chục cây thôi anh chị ơi. Đây cũng có cây bự cây nhỏ ha. Đó. Em cũng còn một mớ cây. Đó, anh chị nào nhanh tay thì còn anh chị. Em chỉ còn số cây thôi. Là giá của nó là 6 cây 200.000. Em bao ship cho anh chị luôn. Sam trái em bảo hành sam trái 100% ha. Đó, rất là đẹp ha anh chị. Đó, cây thì nó cỡ bằng đầu đũa ăn. Đầu đũa ăn cao thì cầm gỡ 2 gang tay trở lại thôi. Nói chung tầm khoảng 35 đến 40 cm đó. Nó vậy đi cho nó dễ nha anh chị.
Cây thì nó cỡ bằng đầu đũa ăn. Em chỉ còn vài chục cây nha anh chị. 6 cây 200 ngàn. Em bao ship tặng nhà cho anh chị ha.